tôm. Ở đây thì chú có một cái mâm gồm có 3 phần dành cho 3 người ăn, nhưng thật ra nó rất là nhiều mọi người. Nhìn nó cũng khá là đẹp mắt nữa. Đây là cái món mà chú rất là thích và cũng lâu rồi mới được ăn lại. Và hôm nay thì mình sẽ uống nước bí đao. Bây giờ thì mời mọi người nha. Trời ơi mọi người, nhìn hấp dẫn lắm mọi người. Có nhiều chỗ bán cái gỏi này lắm, nhưng mà cái gỏi ở cái chỗ cái chị này bán á là mình rất là ưng. Và mình hay kêu mẹ mình đó là khi nào mà chị có bán á thì nhớ nói với con. Hôm nay mới canh mua được nè. Tại vì không phải ngày nào chị cũng bán mọi người. Đó, lỗ tai heo, một ít đu đủ chấm với nước mắm và một ít rau răm nữa. Cái đu đủ á, khi mà chấm vào nước mắm á, nó sẽ mềm đi. Nước mắm á, nó sẽ làm cho cái đu đủ mềm, nhưng nó không có bị yểu nha mọi người, nó vẫn giòn. Rất là ngon. Ăn hộp đậu phộng béo béo nữa. Có nhiều chỗ bán cái này á, mà không biết là đu đủ bào xong rồi có ngâm hàng the hay không, mà nó giòn đến mức nó cứng nhắc luôn mọi người. Lúc mà mình chế nước mắm vô rồi mình ăn nó vẫn không mềm cái cọng đu đủ nha, mà nó cứng còng à. Cái này muốn ngon thì mọi người bào ra xong rồi bỏ vô nước đá ướp một chút cho nó lạnh lạnh là nó giòn rồi. Ngon xỉu. Ở đây có quá trời con tép. Có mấy con tôm bự bự như này. Một phần như vậy là người ta bán 30 ngàn mọi người. Ở đây á, cái mâm này của chú là 3 phần á, là không có tính mấy cái con tôm nhỏ nhỏ ngoài này đâu nha. Khá là rẻ mà đặc biệt là ăn ngon. Nước mắm cũng khá là cay mọi người. Mẹ Trúc á là ít khi nào ăn vặt lắm, không có bao giờ ăn mấy cái món như vậy đâu. Vậy mà có hôm á mua cái này về á, mẹ ăn hết một phần luôn á. Ngon nha. Phần thịt heo này là lỗ tai heo á mọi người. Lỗ tai thì nó sẽ có gân, da và cái mỡ ở chỗ đó thì nó giòn chứ nó không có bị ngán. Ăn nó dai dai đã lắm. Những ngày đầu năm mới của mọi người có gì đặc biệt không? Chúc thì vừa xong một số việc của cuối năm và đang chờ lịch để đi học. Chúc học thêm mấy cái lớp ngắn hạn về chuyên môn của mình đó. Thật sự là không dám khoe, sợ nói trước bước không tới. Đi học thì đã đăng ký rồi, đóng tiền được hết rồi, nhưng mà
không có dám nói. Mấy lần rồi, nhiều khi sắp đi học cái lớp nào đó cái hay nói lắm, khoe với người này khoe với người kia là mình sắp được đi học. Tới khi đó, tới khi chuẩn bị đi học thì nó gặp sự cố này sự cố kia, giờ lịch hoặc là Covid như được vừa rồi á. Ngon. Ở đây chú cũng còn rất nhiều con tôm nhỏ nhỏ. Ngọt. Bắt cháy mọi người. Ăn con tôm nhỏ có con ngon hơn con tôm lớn nữa. Có bạn nào mà khi xem cái video này không biết món này là món gì không? Món này là một cái món ăn vặt khá là phổ biến của người Sài Gòn á. Thường người ta sẽ bán cái gỏi này cùng với lại mấy cái gỏi cuốn đó mọi người. Nãy giờ mình một mâm còn y nguyên. Nhiều lắm mọi người. Thật sự là nó hơi cay. Nhưng mà cay thì ăn mới ngon mọi người. Mọi người có thấy chút ăn mặn không? Chút chấm nước mắm quá trời. Ăn mấy con tép nó dễ nhai hơn. Con bự này nhai nó đau, tại nó còn cái vỏ. Gỏi là một trong mấy cái món ăn mà Trúc rất là thích á. Gỏi đu đủ nè, hay là gỏi
gỏi ngó sen đó mọi người, rồi gỏi bồn bồn, nói chung các cái loại gỏi là đều thích, ăn nó chua chua dễ ăn. Quá ngon. Mọi người sẽ không biết nó ngon như thế nào cho đến khi mọi người phải thực sự được nếm nó. Bữa tối chua chua cay cay với món gỏi đu đủ, lỗ tai heo và tôm. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Và nếu như mà mọi người có muốn chúc thử những cái món ăn mới gì trong cái năm mới 2021 này thì mọi người hãy comment bên dưới nha. Rất cảm ơn mọi người đã góp ý cũng như là cho chúc những cái lời khuyên ở dưới phần bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.